Sự xuất hiện đặc biệt của danh hài Việt Hương và MC Đại Nghĩa góp phần tạo nên sự thành công cho chương trình. Trong tập phát sóng này, chúng ta cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ và đầy cảm xúc của các gia đình và đã trải qua 16 cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ lớp mẹ cháu để cháu ra đến bây giờ thì cháu vẫn chưa được nhìn thấy mặt mẹ cháu. Bây giờ mẹ cháu quay về đón bọn cháu đi, bọn cháu cũng không đi, mẹ cháu bọn cháu ở 14. Tôi nói Nghĩa ơi, mẹ lo cho con không nổi đâu. Cái tình nghiệp nó nói mẹ cho con học, mẹ cho con nghỉ thì con nghỉ, con đi làm cái gì, có tiền cho hai đứa em đi học lại. Bố con bệnh nặng không thể giúp đỡ gia đình được, mẹ con phải lao động vất vả để kiếm tiền nuôi ba chị em con ăn học. Thì trong thì làm phụ thêm về vợ cho đấy, một thân một mình lòng gặn gông để nuôi con, không biết thoan thử với ít có. Cơ hội đổi đời là chương trình truyền hình thực tế có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và các vận động viên quốc gia. 32 khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng, cháy hết mình với các thử thách khó khăn. 16 vận động viên quốc gia nhiệt tình tham gia các thử thách mà chương trình đưa ra để hỗ trợ người nghèo. Áo 16 triệu 832.498 đồng.